chú đi về chú phòng á. Người ta hay nhắc tới cái binh binh pháp tôn tử, chú có học tôn tử không? Chú có dùng nó không? Cũng phải có, chẳng hạn như cái này nè, mà chúng ta đến đây nè, chúng ta đánh chỗ nào để không ngờ thì chúng ta thắng. Đánh người ta đánh khi tổ địch không phòng bị là chúng ta thắng đó, cái tôn tử tử như vậy. Thì bây giờ chú đi ở nơi địch nó không phòng bị là chú đi im đi. Cái chỗ này mình gạt nó, mình nghi binh trai cho nó chẳng hạn như cái con đó dùng nghi binh thế này đó. Chú làm cho chú tấn công thì sẽ thật là chú chuẩn bị chú rút lui đó. Và cái nghề thật lui binh rất là khó, lui binh thì nó hỗn loạn, nhưng mà chú đã thành công trong việc lui giữ lúc đó là thành công, nhưng mà cái lui binh của chú ưng ý nhất là cái thành công của lui binh của chú nên cả cái xác chết của anh em người ta nhận về luôn. Trong đó có một yếu tố của cái trái bom Cebu CBU của C30 tháng thì cái đó vẫn từ có thể có nói cái này nó hơi chuyên môn thì không sử không cái trái bom CBU mà hai trái bom mà thả đó nó tên nó gọi là CBU CBU á, C đó là cluster, chùm B là bom, U là unit, đó cái tên nó vậy. Thì nó có là CBU 22, CBU 55, CBU 82, nó có cái tên. CBU 22 là loại máy đánh thường mà gọi là bom bi đó. Dạ, bom bi. Nó thả xuống nó chụp. Không có. Không có. Như cái lựu đạn vậy đó. Nó đổ xăm xám, nó đổ xăm xám. Sao mà cái nào không nổ lính về lấy hai lập đèn. Vui. Còn cái CBU 55 đó là CBU nó dùng tên cô. Cái khoa học là CBU đó nó thả một cái dù đỏ trên xuống đó. CBU 55 đó. Đó. Nó áp sọc lên cái oxygen đó. Nó hút oxygen. Thì khi mình áp sọc lên cái oxygen là ta biết là cái gì. Là ở chỗ đó có khoảng trên không. Trên không thì tất cả những không khí chỗ khác nó Nó ùa lại. Nó ùa lại cái pressure của nó. Những người nào nó pressure tà máu, tà học chết. Đó. Đó là xâm lăng. Ở trong hầm nhiều thì nào lại cầm chết nhiều thì đấy chứ thả mấy quả sao không, cái đó là CPU nó quýt thường lắm, không có nhiều như vậy. Còn cái CPU mà thả là nó gọi là CPU 82. 82 đó là cái số 82, cái bom này ngộ lắm, cái bom này mình gọi là mình gọi là bom con heo. Thì nó bự, nó bự, nó biết cái mình nó to vậy, nó dài vậy. Thả nó để trên một cái pallet, một cái kiểu như một cái tấm cái mặt xám đó, cái phản đó. Còn cái lần đó, đẩy lên trên cái máy bay C-130. C-130 là loại cái máy bay 4 chấm nó thuộc phô gốc. Nó bay ngoài sau đó, cái đít nó sẽ này nè, đít nó nhỏ nó mới thả cái miệng nó ra, thả cái đít nó xuống đó. Thì khi hạ đứt được cái nó ngỏng cái đầu lên vậy đó, thì trên này nó tụt xuống. Tụt xuống cái này có nó có con dao cắt đó, cắt cái dây đó, thì cái dựa pallet nó đổ xuống, nó rớt xuống. Mà nó phải lấy cái bịch đâu. Ở trên đó nó có bốn cái dù. Vì thứ nhất nó có cái dù nhỏ, cái dù ngon, chúng giữ như vậy. Cái dù nhỏ nó bị sức gió cản cái, nó kéo cái dù lớn ra. Nó kéo cái dù lớn này, nó kéo cái dù lớn bị này. Để gì? Để nó ăn một tia nó để cho. Cái bơm nó 7 tấn. Lên 7 tấn. Cái bơm đó, dù Mỹ hồi thường thường hồi đó là Việt Nam nó dùng đó. Nó dùng để ta biết là ở trong cái chiến khu rừng cái khu D, cái khu C là ở rừng xa cây bự này, Mỹ nó đổ quân đổ thả trực thăng á, 10 chiếc trực thăng đáp xuống vậy đó, thì cây sao đáp, nó thả cái bom CBU nó xuống, cái bom nó biết cái pressure của nó quýnh giặt một cái nè, nó sập cây hết, cây nó ngã sập như một cái chỗ cấm như là cái sân bành, như cái sân đá bóng mình vậy đó.